Ngày 15 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Đô thị Hà Nội cho biết, đơn vị đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án anh trai thảm sát cả gia đình em trai khiến 4 người chết, 1 người bị yêu quý xảy ra tại buôn bản Hồng Hà, huyện Đan Phượng, đồng thời đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Đông 53 tuổi, tội danh giết người. Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát và Tòa án Nhân dân Đô thị Hà Nội cũng họp bàn, thống nhất đưa vụ án ra xét xử điểm để làm bài học răn đe, giáo dục, phòng ngừa tầm thường cho buôn bản hội. Kết luận điều tra cho thấy, Nguyễn Văn Đông và gia đình em trai thuộc Nguyễn Văn Hải 50 tuổi, sống cạnh nhà nhau tại buôn bản Bồng Lai, buôn bản Hồng Hà đã xảy ra mâu thuẫn về quyền lợi đất ở, đất nông nghiệp, dẫn đến việc hai bên mâu thuẫn với nhau từ năm 2016. Đến khoảng 20 giờ ngày 29 tháng 8, anh Nguyễn Văn Hiệp 26 tuổi, đại trượng phu ông Hải, thanh lịch nhà Đông báo cáo về việc gia đình sắp xây nhà mới tại thửa đất sát với nhà ông Đông và gọi ông này xem có thắc mắc gì về ranh giới đất hay không. Người dân vây quanh hiện trường thảm án. Ảnh Hoàng Anh. Thấy Hiệp Thanh Lịch trao đổi, Đông cho rằng việc này phải do bố mẹ của anh Hiệp Thanh Lịch xin phép nên đã đuổi anh Hiệp về. Đông bắt đầu suy diễn mâu thuẫn giữa mình và em trai là do anh Hiệp và bà Doãn Thị Diệt 49 tuổi, tê thiếp ông Hải, xúi dục, nên nảy sinh dự định giết hai người này. Khoảng 7 giờ sáng sủa hôm sau 30/8, Nguyễn Văn Đông bắt con dao nhọn dài khoảng 40cm thanh lịch nhà em trai vòng truy sát anh Hiệp, bà Diệp. Đến cổng nhà, Đông thấy bà Diệp đi xe máy từ sân ra đã dùng dao chém, khiến nạn nhân gục tại chỗ. Chưa dừng lại, Đông kế tiếp bắt dao truy sát thêm ông Hải, chị Nguyễn Thị Bắc 28 tuổi, con gái ông Hải, chị Đỗ Thị Hồng Dung 24 tuổi, con dâu ông Hải, và cháu Nguyễn Đỗ Huyền My 1 tuổi, cháu nội ông Hải. Hậu quả khiến ông Hải, chị Bắc tử vong tại chỗ, ba người còn lại được đưa đi bệnh viện cấp cứu giúp nhưng nhỏ nhắn My và bà Diệp đã tử vong do vết yêu quý quá nặng. Còn chị Đỗ Thị Hồng Dung may mắn tồn tại sau khi...